Đàn ông có bốn nét tướng này, tâm địa độc ác, nham hiểm, vũ phu, ai lấy phải khổ cả đời. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa có câu, lấy chồng là một loại nghệ thuật đầu tư. Nếu khéo léo, phụ nữ sẽ thu về những khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Theo quan điểm của người Á Đông, vợ chồng luôn được xem là duyên nợ. Không những thế, bố mẹ, con cái cũng là duyên nợ. Gặp gỡ, phân ly cũng là duyên nợ. Nhiều chị em khi bước chân vào nhà chồng là mọi tâm tư, tình cảm hướng vào đó. Sống với quan điểm sống làm dâu nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt, không phải nhà chồng nào cũng lý tưởng và ông chồng nào cũng là đấng trượng phu. Những ai cho rằng cưới chồng là canh bạc thì chắc chắn sẽ chịu đựng cho đến ngưỡng cuối cùng. Nhưng cũng có nhiều chị em mạnh mẽ, dứt khoát, thoát ra được rồi, cho rằng đó thực sự là duyên nợ. Hết duyên thì buông, còn nợ thì vương vấn. Vậy nên, khi phụ nữ có ý định lấy chồng, gửi gắm cả thanh xuân của mình, nương tựa vào người chồng thì nên chú ý bốn kiểu đàn ông sau đây. Nếu không muốn khổ cả đời, cùng với hãy sống khác lắng nghe và tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, kiểu đàn ông thích đề cao bản thân và hạ thấp người khác. Chẳng có gì tạo ra một bức tranh rõ nét hơn về tính cách của người đàn ông, hơn là cách anh ta đối xử với người khác, từ việc hạ thấp chê bai người khác để đề cao bản thân. Ta có thể nhận biết được những đặc điểm của người nhỏ nhen. Những biểu hiện này không chỉ kết nối tính cách của họ mà còn ám chỉ đến sự bất hạnh và không an phận. Ẩn sau lớp vỏ kiêu ngạo, người nhỏ nhen thường tỏ ra kiêu căng và tự cao. Nhưng thực tế là họ đang cố gắng che đậy những cảm xúc tiêu cực về bản thân. Họ cảm thấy bất an về khả năng và giá trị của mình. Và để bù đắp cho điều này, họ chọn cách nâng bản thân lên bằng cách hạ thấp người khác. Điều này thường xuất phát từ sự tự ti và áp lực xã hội. Hành vi này không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn tạo ra một mô hình tiêu cực trong mối quan hệ. Người đàn ông như vậy thường khó lòng tạo ra một môi trường ủng hộ và đồng cảm trong mối quan hệ, và họ có thể gây ra xung đột và căng thẳng không cần thiết. Vì vậy, khi bạn nhận thấy người bạn đang quen có xu hướng hạ thấp người khác để đề cao bản thân, hãy cân nhắc kỹ về mối quan hệ này. Đừng để mình bị cuốn vào một môi trường tiêu cực và không lành mạnh. Thay vào đó, hãy tìm kiếm một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng và đồng cảm, nơi bạn được thể hiện mình một cách tự nhiên và không phải cạnh tranh với người khác để chứng tỏ giá trị của mình. Thứ hai, kiểu đàn ông không tôn trọng gia đình vợ. Có thể trong lúc quen nhau, bạn hài lòng khi chỉ cần gọi điện là nửa kia sẽ tới bên bạn. Bạn muốn ăn gì, đi đâu anh ta cũng xuất hiện ngay lập tức. Ngay cả khi bạn muốn đi chơi xa, anh ta cũng chiều lòng. Hay bạn muốn anh ta đưa tiền lương cho mình giữ, anh ta cũng chấp nhận. Nghe có vẻ anh ta rất đáng để bạn lấy làm chồng. Việc tôn trọng gia đình của người đàn ông là một yếu tố quan trọng khi xem xét mối quan hệ và tương lai hôn nhân trong thời gian quen biết. Có thể người đàn ông thể hiện sự quan tâm và chiều chuộng bạn một cách rất tận tâm, nhưng để có cái nhìn trọn vẹn hơn về tính cách và giá trị của anh ta, người phụ nữ nên quan sát anh ta đối xử với gia đình và người thân của mình. Một người đàn ông thực sự tốt và đáng để bạn lấy làm chồng không chỉ là người biết quan tâm, chăm sóc bạn mà còn là người biết quan tâm và tôn trọng gia đình. Quan hệ gia đình là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi người, và việc xem xét cách mà người đàn ông đối xử với gia đình của mình có thể cho thấy tính cách và giá trị thực sự của anh ta. Nhưng hãy bình tĩnh xem xét lại, đằng sau tất cả những gì anh ta đối xử tốt với bạn thì anh ta đối xử với gia đình, cha mẹ ra sao? Nếu anh ta thường xuyên bỏ bữa cơm với cha mẹ hoặc không bao giờ tặng quà cho họ trong những dịp đặc biệt, có thể đây là dấu hiệu cho thấy anh ta không đặt gia đình lên hàng đầu hoặc là không tôn trọng gia đình như bạn nghĩ. Điều này có thể dẫn đến xung đột trong mối quan hệ sau này khi bạn trở thành một phần của gia đình anh ta. Do đó, việc khôn ngoan nhìn nhận đúng người đàn ông
mà bạn sẽ nên duyên vợ chồng vô cùng quan trọng. Đừng chỉ dựa vào những cử chỉ tốt đẹp và lòng quan tâm đối với bạn mà quên mất rằng tôn trọng gia đình cũng là một yếu tố không thể thiếu trong một mối quan hệ hôn nhân hạnh phúc và bền vững. Để tránh được hôn nhân bất hạnh, người phụ nữ hãy luôn khôn ngoan, nhìn nhận đúng người đàn ông mà mình sẽ nên duyên vợ chồng. Thứ ba, kiểu đàn ông luôn có thói quen bác bỏ. Nhiều người phụ nữ trong quá trình tìm hiểu đã nhìn thấy thói quen bác bỏ ở người đàn ông. Đây là biểu hiện của người xấu, tính nhỏ nhen, ích kỷ. Người đàn ông đó như súng bắn liên thanh, ném ra hàng loạt câu tiêu cực về bất kỳ chủ đề nào và bất kỳ dịp nào. Bạn sai, rồi quan điểm của bạn hoàn toàn sai. Tôi nghĩ quan điểm của bạn thật lố bịch. Kèm theo lời nói là hàng loạt hành động của anh ta như là nhắm mắt, lắc đầu, cau mày, vân vân. Thói quen bác bỏ trong một người đàn ông có thể tạo ra nhiều rủi ro và khó khăn cho mối quan hệ đầu tiên. Nó tạo ra sự căng thẳng không cần thiết và gây xung đột, không mong muốn. Người phụ nữ thường cảm thấy bị tấn công và không được tôn trọng khi đối diện với người đàn ông thường xuyên phủ định và chỉ trích mọi ý kiến của họ. Thói quen này cũng có thể tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ và làm mất đi sự gắn kết giữa hai người. Nếu một người đàn ông không thể hiện ý kiến của mình một cách xây dựng và thấu hiểu ý kiến của người bạn đời, thì mối quan hệ sẽ trở nên khó khăn và xa cách hơn. Bên cạnh đó, thói quen bác bỏ có thể là dấu hiệu của tính cách ích kỷ và không thể chấp nhận ý kiến của người khác. Điều này có thể đặt ra câu hỏi về khả năng hợp tác và thấu hiểu của người đàn ông trong mối quan hệ. Một người ích kỷ thường không thể đặt mối quan tâm và hạnh phúc của người bạn đời lên hàng đầu, và điều này có thể gây ra nhiều xung đột và sự không hài lòng. Trong mối quan hệ hôn nhân, sự thấu hiểu, tôn trọng và khả năng lắng nghe là vô cùng quan trọng. Nếu một người đàn ông không thể thay đổi thói quen bác bỏ của mình và không có khả năng thấu hiểu và tôn trọng ý kiến của người bạn đời, mối quan hệ có thể gặp rất nhiều khó khăn. Việc xem xét kỹ lưỡng trước khi kết hôn và tìm hiểu về tính cách của đối tượng là điều quan trọng để đảm bảo một mối quan hệ hạnh phúc và bền vững. Thứ tư, kiểu đàn ông có tính sĩ diện hão. Làm thế nào để phân biệt giữa lòng tự trọng, sĩ diện và sĩ diện hão trong đàn ông là một khía cạnh quan trọng trong việc xác định đối tượng bạn chọn để chia sẻ cuộc đời và hôn nhân. Bạn cần phân biệt đâu là lòng tự trọng, đâu là sĩ diện và đâu là sĩ diện hão. Tự trọng là đức tính đáng khen. Sĩ diện cũng cần có, nhưng sĩ diện hão tuyệt đối là thứ đáng vứt đi. Tự trọng là một đức tính tích cực. Nó cho thấy người đó biết đánh giá bản thân và giữ gìn lòng tự trọng. Sĩ diện trong mức độ lý tưởng có thể thể hiện sự quan tâm đến hình ảnh cá nhân và tự giới thiệu mình một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, sĩ diện trở thành vấn đề khi nó trở thành một áp lực vô ích và không cân nhắc. Sĩ diện hão là một biểu hiện sống của sĩ diện, thường xuất hiện ở những người thiếu hiểu biết và sự thấu đáo. Họ thường cố gắng bảo vệ hình ảnh của mình nhưng không thực sự biết cách thấu hiểu và tiếp thu ý kiến của người khác. Dấu hiệu dễ nhận biết của sĩ diện hão là tính cách cục cằn, dễ cáu gắt và thiếu sự thấu hiểu về hiện thực. Đàn ông sĩ diện hão thường là người kém hiểu biết, nội tâm không sâu, tầm nhìn nông cạn. Dấu hiệu nhận biết là họ cục cằn, dễ nổi nóng, thường không chấp nhận hiện thực. Bên cạnh đó, người đàn ông sĩ diện hão thường không chấp nhận phê phán hay ý kiến đóng góp từ người khác và họ rất ngại thừa nhận bất kỳ điểm yếu hay thất bại nào trong cuộc sống. Họ sống trong sự hoàn mỹ, tưởng tượng của bản thân mình mà không biết cách đối mặt với thực tế và học hỏi từ sai lầm. Một đặc điểm đặc biệt đáng lưu ý là đàn ông sĩ diện hão thường không quan tâm đến những giá trị đơn thuần trong cuộc sống. Họ coi trọng danh vọng và hình ảnh cá nhân hơn là lòng nhân ái và tôn trọng đối với người khác. Điều này có thể dẫn đến việc họ coi thường, xem nhẹ hoặc thậm chí bạo hành phụ nữ trong mối quan hệ, nhận biết những dấu hiệu này và tránh lấy một người đàn ông mang trong mình sĩ diện hão là quan trọng để bảo vệ bản thân
và xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững. Thay vì chọn một người đàn ông tự hào và cứng đầu, phụ nữ cần tìm một đối tượng có khả năng thấu hiểu linh hoạt và sẵn sàng học hỏi từ cuộc sống, giúp họ xây dựng một mối quan hệ mang ý nghĩa và đáng giá. Quý vị thân mến, duyên nợ vợ chồng khiến những người xa lạ gặp nhau, kết hôn và có thể gắn bó với nhau cả một đời người. Nếu là duyên lành thì sẽ có cuộc sống tương đối hạnh phúc, nhưng nếu là nợ thì cuộc sống bất hòa, đau khổ. Vậy làm sao trả hết nợ nghiệp duyên để cuộc sống hôn nhân trở nên hạnh phúc và ấm êm? Chúng ta biết rằng không phải vô nhân, vô duyên mà trở thành vợ chồng. Duyên vợ chồng là duyên, là nghiệp mà cũng lại là duyên nghiệp rất chặt chẽ với nhau. Gọi là duyên nợ không phải hai người ở nơi khác nhau mà tự nhiên lại va vào nhau. Có nhiều trường hợp vợ chồng lấy nhau là duyên, nhưng cũng có trường hợp vợ chồng lấy nhau là nợ. Chữ duyên trong chuyện vợ chồng thể hiện những điều tốt lành, còn chữ nợ để chỉ vợ chồng lấy nhau là để trả nợ, hành nhau. Chúng ta có phúc báu thì gặp được người bạn đời rất tâm đầu ý hợp. Còn nếu chúng ta thiếu phước báu trong chuyện vợ chồng, ví như nhiều kiếp trước chúng ta không tu đức hạnh, đạo đức của người vợ, người chồng, thì đến kiếp này sinh ra chúng ta khó có thể gặp được người chồng, người vợ tốt. Ví dụ, kiếp trước chúng ta phạm tội tà dâm, thì quả báo kiếp sau, nếu được tái sinh làm người, thì chắc chắn sẽ lấy phải người vợ hoặc người chồng không trinh thuận, ngoại tình. Đây là nhân quả điều khiển, nghiệp báo sai khiến và chúng ta không thể lựa chọn được. Hay có nhiều cặp vợ chồng thường đánh đập nhau, tưởng là tan vỡ nhưng cuối cùng vẫn ở với nhau. Cứ đi ra khỏi nhà tự nhiên lại bâng khuâng, thấy nhung nhớ phải quay về để trả nợ với nhau. Bởi cái nợ chưa hết, nghiệp vẫn trói. Tiếp nữa, trước khi lấy phải người chồng không tốt thì chúng ta rất say đắm, bởi nội nghiệp đến và nó bắt mình phải say đắm. Bố mẹ nhìn là biết bợm rượu cũng khuyên đừng lấy người này, lấy về chỉ khổ thôi nhưng không được. Lúc ấy chúng ta còn thể hiện ý chí, tình yêu là trên hết, thà chết vì tình yêu, hy sinh vì người yêu của mình chứ không chỉ bỏ. Mặc dù người kia ham chơi nhưng chúng ta lại thấy đẹp trai, thích thú bởi nghiệp xuôi nên phải thích nhau, nhìn thấy nhau là thích cái nợ. Bắt chúng ta phải thích người ấy và thực tế đến khi rước về thì chúng ta mới kêu khổ. Cho nên, hạnh phúc của một người là biểu hiện của phước hoặc nghiệp, tức là nợ của chúng ta. Đức Phật dạy rằng, đời này xem mình thụ hưởng thế nào thì biết được nhân đời trước đã gieo. Nếu lấy phải người chồng suốt ngày đánh đập, hành hạ, bắt mình phải trả nợ, thì chúng ta biết chắc chắn rằng kiếp trước mình đang mắc nợ. Người ấy duyên là cứ gặp gỡ, nợ là gắn kết lâu bền. Trong cõi vô thường này, mỗi người chúng ta tồn tại như xương khói, như xương. Đời người mỏng manh mà vũ trụ thì tận cùng. Chính bởi vậy mà mỗi người nên tự tìm cho mình những an lạc bình yên để có thể sống, chọn được kiếp người. Đời người hay có câu vạn sự tùy duyên, nhưng thế nào là tùy duyên và hiểu duyên nợ giữa người và người nói chung? Duyên nợ vợ chồng, duyên được yêu nhau như thế nào để thấu được chữ nhân duyên trong cõi đời thật không phải điều dễ dàng. Cùng theo những lời dạy của Phật, chúng ta sẽ tìm hiểu về chữ nhân duyên cũng như làm thế nào để duyên gắn kết thành nợ và tạo dựng được những mối quan hệ bền lâu nhất. Duyên là cớ gặp gỡ, nợ là gắn kết bền lâu trong có ấy vô thường này. Mỗi người chúng ta tồn tại thì như khói như xương, đời người mỏng manh mà vũ trụ thì tận cùng. Chính bởi vậy, mỗi người tự tìm cho mình những an lạc bình yên để có thể sống được trọn kiếp người. Tình yêu và duyên nợ vợ chồng chính là một trong những điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà mỗi người nên chiêm nghiệm. Trong dòng chảy luân hồi của cuộc đời ta, gặp biết bao nhiêu người cũng đều do doanh nghiệp mà ra cả, tin hay không. Chuyện kể rằng ngày xưa trên miếu Quan Âm có một con nhện trăng tơ, trải qua nghìn năm sống trong nhang khói và những lời kinh kệ, nó dần có tính Phật. Một hôm Phật đến hỏi nhện rằng, cuộc đời này cái gì là đáng quý nhất? Người tu tập đã ngàn năm,
vậy đã ngộ ra điều gì chưa? Nhện trả lời rằng, thời gian quý giá nhất là cái không có được và cái đã mất đi. Phật bảo rằng câu trả lời chưa đúng. Qua hàng nghìn năm sau, Phật lại hiện lên hỏi nhện. Câu hỏi như xưa, câu trả lời vẫn như vậy qua nghìn năm sau nữa. Câu trả lời vẫn như thế. Vì sao mà qua bao nhiêu nghìn năm, câu trả lời của nhện vẫn là như vậy? Bởi trong suốt mấy nghìn năm đó, nó đã nhìn ngắm si mê một hạt xương long lanh trên cỏ. Nhưng rồi, chỉ một cơn gió lớn là cuốn hạt xương bay đi. Cảm giác mất mát trong lòng, nhện đinh lên rằng thế gian này, điều quý giá nhất chính là những gì không có được và những gì đã mất đi. Cũng có những người hết yêu nhau rồi đi, họ cứ thế mà viên rằng do duyên đã cạn, do tình đã tan. Người ta đến với duyên mới, tình mới mà có hay đâu, chính người đó là nợ của cuộc đời mình. Nên chăng, người ta thường nói, một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa, bởi vợ chồng không chỉ là cái tình mà còn là cái nghĩa. Vợ chồng ăn ở với nhau, trông cậy vào nhau lúc ốm đau, hoạn nạn, chứ lúc khỏe mạnh, thảnh thơi, chắc gì ai lại cần tới ai. Dù sướng khổ hay vui, buồn hay gặp lúc nguy nan, hoạn nạn thì cũng phải yêu thương, đùm bọc nhau, đó mới là phải đạo. Đạo nào sâu cho bằng duyên phận vợ chồng. Trong cuộc sống tấp nập, mỗi chúng ta đều có cơ hội giao tiếp và gặp gỡ với rất nhiều người. Những người đó có thể trở thành những người bạn bình thường, hoặc như các cụ đã nói, phải duyên phải số sẽ thành vợ chồng. Tất cả đều là duyên phận từ kiếp trước. Dân gian thì cho rằng vợ chồng đến với nhau là vì duyên nợ. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng hạnh phúc. Có những cặp vợ chồng chung sống với nhau rất hòa thuận, lại có những cặp vợ chồng đối xử với nhau lạnh nhạt, thậm chí người này còn oán hận người kia. Có những người vợ không ngừng than vãn, oán trách số phận rằng tại sao lại để mình lấy một người chồng vô dụng, hèn kém như vậy. Kỳ thực người phụ nữ nào được gả cho người đàn ông nào, thậm chí có đến vài đời chồng, đều đã nằm trong số mệnh của họ. Tất cả những người mà chúng ta gặp trong đời này đều đã được sắp đặt bởi những mối nhân duyên từ kiếp trước, không sẽ không đến. Đàn ông hay phụ nữ đều như vậy. Cho nên, nếu cuộc hôn nhân của bạn không có được hạnh phúc, hai vợ chồng bạn thường có xích mích, mâu thuẫn, thì bạn nên làm gì? Vì duyên nên mới gặp, nhưng vì cái nghĩa mới nên vợ chồng. Vì vậy, ở đời rồi, có gặp phong ba, bão táp gì, thì hai vợ chồng cũng nên nghĩ đến ân tình mà cùng nhau vượt qua. Đừng dễ dàng buông tay nhau, vì đâu có dễ mà gặp phải nhau trong cả cuộc đời này. Phải trải qua ân tình trăm năm mới nên duyên vợ chồng. Một khi đã buông tay thì đôi khi cả đời, cả kiếp cũng không còn gặp lại.